những huyệt đạo khi xoa, khiến phụ nữ không cưỡng lại được, càng xoa càng khoái. Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Triết Lý Tuổi Già. Quý vị thân mến, trong đời sống hôn nhân, chuyện chăn gối được coi là sợi dây gắn kết sâu sắc của các cặp đôi. Thế nhưng, cuộc sống với nhiều áp lực công việc và gia đình, nhiều cặp đôi bỏ quên việc chăm sóc cho sức khỏe hôn nhân. Có những phụ nữ không dễ dàng bắt nhịp được với cuộc sống chăn gối, họ không coi đó là chuyện quan trọng với cuộc sống của mình, hay vì một lý do nào khác. Thực tế chỉ ra rằng, nhiều người chưa nhận thức hết vai trò của tình dục. Bên cạnh đó, vì một rào cản nào đó mà giải phóng mình để tận hưởng niềm vui và tự nhiên đó. Những cảm xúc thăng hoa, sự hưng phấn tình dục luôn là điều mà các cặp đôi mong muốn khi làm chuyện ấy. Bởi vậy, cả hai luôn luôn không ngừng tìm mọi cách nhằm kích thích, đưa ham muốn của đối phương lên đến đỉnh cao. Ngoài những kỹ thuật hầu hết mọi người đều biết đến như đầu tư vào màn dạo đầu, quan hệ bằng miệng, thay đổi tư thế quan hệ hoặc sử dụng các dụng cụ tình yêu thì còn có một cách nữa cũng khá hiệu quả, đó là kích thích huyệt đạo. Trên cơ thể con người có những huyệt liên quan trực tiếp đến cơ quan sinh dục, khi tác động vào sẽ đem đến những cảm xúc khó nói thành lời. Dưới đây là những huyệt đạo kích thích ham muốn để đưa chàng và nàng lên đỉnh. Quý vị thân mến, trước khi đi vào tìm hiểu chi tiết những huyệt đạo đó, chúng ta cần hiểu được bấm huyệt kích thích ham muốn là gì. Bấm huyệt vốn là một phương pháp chữa bệnh trong y học cổ truyền. Theo đó, trên cơ thể con người có 14 đường kinh mạch chính, được ví như bộ khung kết nối lục phủ, ngũ tạng với nhau thành một thể thống nhất. Các huyệt sẽ nằm trên những đường kinh đó. Bấm huyệt là dùng lực tác động vào vị trí huyệt để nhằm kích thích huyệt đó. Khi quan hệ tình dục không thể thiếu được sự tiếp xúc, động chạm thân mật giữa hai người với nhau. Khi này chúng ta có thể khám phá và hiểu sâu hơn cơ thể đối phương để xây dựng sự thân mật và tăng thêm hứng thú. Bấm huyệt kích thích tình dục là sử dụng nguyên lý bấm huyệt nhằm mục đích tăng khoái cảm. Nó bắt nguồn từ Trung Quốc, thông qua việc tác dụng lực ấn vào các huyệt, tại một hoặc một số vị trí huyệt, để kích hoạt phản ứng ở phần còn lại trên cơ thể, mà nơi chúng ta đang nói đó chính là cơ quan sinh dục. 8. Huyệt giúp phụ nữ phun nước như mưa. Như đã biết, để kích thích hưng phấn tình dục ở một người phụ nữ, cần có thời gian và đầu tư thật tốt phần kỹ thuật. Vậy nên không phải người đàn ông nào cũng có thể khiến người phụ nữ của mình đạt được thỏa mãn khi quan hệ. Nếu các chàng nắm được rõ về những huyệt đạo, kích thích ham muốn của phụ nữ đẩy cảm xúc của chị em lên đến cao trào, khiến cho nước nôi linh láng thì chính chàng là người được lợi nhiều nhất. Cụ thể các huyệt đó là 1. Huyệt trung phủ. Là huyệt giúp tăng lưu thông máu, giúp ngực nở nang và tăng ham muốn. Vị trí huyệt phía ngoài cùng của xương đòn, còn gọi là xương quai xanh, xuống dưới một thốn. Hoặc một cách khác là huyệt nằm giữa xương sườn số 1 và xương sườn số 2, cách đường giữa ngực sang ngang 6 thốn. Cách bấm huyệt, về cơ bản thì kỹ thuật bấm huyệt ở vị trí nào cũng như nhau. Người ta thường dùng ngón tay cái bấm để điều chỉnh lực một cách tốt nhất. Ngón tay đặt tại vị trí huyệt, tác động một lực ấn vừa đủ, giữ lực như vậy trong 2 đến 3 giây rồi từ từ thả lỏng. Thực hiện như vậy nhiều lần trong khoảng 1 đến 2 phút, có những huyệt cần lâu hơn. Với huyệt trung phủ, cách bấm tốt nhất đó là ngón tay cái đặt tại huyệt, các ngón tay còn lại trên bàn tay vòng qua nách ra đằng sau giữ chắc phần vai để khi ấn lực vào sâu hơn. Tác dụng của huyệt trung phủ này thuộc đường kinh phế, là huyệt đầu tiên, nơi hội tụ của kinh khí. Khi bấm huyệt sẽ giúp đả thông kinh mạch của phổi, ngực nở nang, tăng lưu thông khí, tăng tuần hoàn và tăng ham muốn ở phụ nữ. 2. Huyệt thiên trụ. Giảm đau cổ gáy, gây tê dại, kích thích cảm xúc. Vị trí huyệt của huyệt thiên trụ là điểm lõm dưới gáy, dưới vị trí ụ lồi chẩm ở phía ngoài. Cách bấm huyệt, tư thế bấm phù hợp nhất khi quan hệ đó là cô ấy nằm sấp trên giường, chàng tiến vào từ phía sau. Chàng sẽ nằm sấp lên người nàng, đồng thời hai tay vươn lên phía cổ nàng tìm đúng vị trí huyệt mà bấm vào. Thông thường huyệt thiên trụ này có tác dụng rất tốt để giảm đau vùng cổ vai gáy. Nhưng trong những trường hợp đặc biệt là đang quan hệ tình dục, khi bấm vào đó sẽ kích thích dây thần kinh dọc sống lưng.
bạn sẽ thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng đi xuống tận vùng xương cụt tạo ra kích thích tột cùng. Nàng sẽ cảm thấy cả cơ thể run rẩy, nước ra không ngừng. 3. Huyệt cách du. Huyệt này nằm ở đằng sau. Từ giữa khe liên đốt thứ 7 và thứ 8 đo ngang sang hai bên 1,5 thốn là vị trí chính xác của huyệt. Huyệt này bấm đơn giản hơn so với huyệt thiên trụ ở trên, do chàng không cần phải cố với tay. Nàng chỉ cần ở tư thế đưa lưng về phía chàng là được. Tư thế quan hệ sấp hoặc doggy rất dễ dàng tác động vào huyệt cách du. Hai ngón cái đặt tại hai huyệt hai bên, lòng bàn tay ôm sát phần lưng để có thể tác động được lực ấn. Giữ lực trong 2 đến 3 giây thì thả ra. Làm như vậy khoảng 10 lần. Huyệt cách du là huyệt bổ huyết, kích thích tuần hoàn máu trong cơ thể được lưu thông thuận lợi và tốt hơn. Và còn tác dụng nữa như thư giãn vùng ngực, thanh huyết nhiệt, hòa vị khí và quan trọng nhất đó là thức tỉnh ham muốn của người phụ nữ khi họ yêu. 4. Huyệt thừa phù. Vị trí huyệt nằm giữa làn chỉ mông. Khi thấy cảm xúc của nàng đang ở tình trạng chơi vơi, không lên được đỉnh thì hãy thêm một bước, đó là bấm vào huyệt thừa phù hai bên bằng cách ấn hai ngón tay cái vào đó. Do vị trí huyệt ở sau mông, ngay gần cơ quan sinh dục nên chị em sẽ cảm thấy như có một xung điện mạnh chạy qua đây, khiến cho nơi này trở nên run rẩy, kích thích tột độ. Theo đà các chàng có thể tiến vào để tăng thêm kích thích gấp bội. Huyệt này có thần kinh chủ đạo chi phối hoạt động tình dục đi qua. Ngay cả khi không biết chính xác vị trí của nó, nhiều người chỉ cần xoa bóp vùng mông này sẽ giúp người phụ nữ của mình dùng mình vì sung sướng. 5. Huyệt thương dương. Tăng trao đổi chất, nâng cao ngưỡng kích thích. Vị trí huyệt thương dương nằm ở góc ngón tay trỏ, cách chân góc móng 0,1 thốn, phía cạnh ngón tay cái. Cách bấm huyệt, xác định đúng vị trí huyệt, dùng ngón cái đặt tại huyệt và bấm xuống. Huyệt thương dương mang đến nhiều tác dụng tích cực đối với sức khỏe con người, như trị táo bón, tăng cường và thúc đẩy trao đổi chất. Còn trong cuộc yêu, huyệt này kích thích thẳng đến vùng nhạy cảm trên cơ thể người phụ nữ giúp họ hưng phấn hơn, đồng thời tiết ra nhiều dịch nhờn để yêu được thăng hoa hơn. 6. Huyệt kiên tỉnh. Thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng tính nhạy cảm. Để xác định được huyệt kiên tỉnh chúng ta cần xác định hai huyệt phụ là đại trùy và kiên ngung. Kiên tỉnh sẽ nằm ở giữa trên đường nối hai huyệt trên. Cách bấm huyệt, dùng ngón cái, trỏ hoặc ngón giữa của tay đối bên bấm vào vị trí huyệt. Giữ lực khoảng 2 đến 3 giây thì từ từ thả lực. Bấm khoảng 10 lần để đạt được hiệu quả tốt nhất. Huyệt kiên tỉnh co nằm trên đường đi của kinh dương minh, có kết nối với sự co thắt của tử cung, giúp cho tử cung thắt lại. Đây chính là cách tốt nhất để cải thiện đời sống tình dục. Quý vị thân mến, ngoài cách bấm huyệt thì còn cách nào để nhanh chóng khơi dậy ham muốn của phụ nữ và làm cho phụ nữ hưng phấn một cách kín đáo nữa hay không? Nếu có thể, các bạn có thể làm một số các phương pháp sau đây. Thứ nhà, vuốt ve mái tóc của cô ấy. Bạn có bao giờ nhận thức đến hành động nhẹ nhàng như vuốt ve mái tóc có thể mang lại niềm vui và kích thích không ạ? Thực tế là, đối với nhiều phụ nữ, việc này không chỉ là một thói quen tình cảm mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc. Phụ nữ thường xuyên vuốt tóc của mình không chỉ vì muốn duy trì mái tóc bồng bềnh và mềm mại, mà còn vì đó là một trải nghiệm gợi cảm và tăng cường sự thoải mái. Khi họ vuốt mái tóc, cảm giác nhẹ nhàng của tay chạm vào tóc tạo ra một cảm giác dễ chịu, giúp họ thư giãn và tự tin hơn. Mái tóc của phụ nữ không chỉ là một phần quan trọng của vẻ ngoại hình, mà còn là một cổ điển biểu tượng của vẻ đẹp nữ tính. Sự nhạy cảm của da đầu với sự kích thích khi vuốt tóc là một phần quan trọng của trải nghiệm này. Đàn ông, nếu biết cách chạm nhẹ và tôn trọng, có thể tạo ra một trạng thái thoải mái và sự gần gũi mà phụ nữ đánh giá cao. Đôi khi, phụ nữ có thể không ngờ rằng việc đàn ông vuốt ve mái tóc của họ có thể là một cách tinh tế để thể hiện sự quan tâm và tăng cường mối quan hệ. Điều này đặc biệt đúng khi nói đến mặt khác của mối quan hệ giường chiếu. Da đầu của phụ nữ là một khu vực nhạy cảm và sự kích thích nhẹ nhàng từ việc vuốt ve mái tóc có thể tạo ra một trạng thái kích thích và tăng cường ham muốn.
Cảm xúc và sự quan tâm được thể hiện qua việc này không chỉ khiến cho một môi trường gần gũi, mà còn làm tăng cường sự gắn kết tinh thần giữa hai người. Một cách khác để thể hiện sự quan tâm là trong những khoảnh khắc lãng mạn, bạn có thể chạm ngón tay qua tóc khi hôn, tạo thêm một chiều sâu và cảm xúc trong khoảnh khắc. Việc này không chỉ làm tăng thêm sự gần gũi mà còn tạo ra một trải nghiệm đầy gợi cảm. Thứ hai, hôn nhiều vị trí trên khuôn mặt. Phụ nữ thường cảm nhận và thích sự quan tâm khi đàn ông hôn nhẹ vào nhiều vị trí trên khuôn mặt. Một trong những điểm quan trọng là kiểm soát cường độ hôn. Bạn có thể thử nghiệm từ chậm đến nhanh, từ nhẹ đến sâu. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải bắt đầu từ những vùng nhạy cảm như má, mí mắt, chân mày, trán mũi, cổ và tai. Sự chạm nhẹ và những cử động mềm mại này có thể tạo ra cảm giác gần gũi và quan tâm, làm cho phụ nữ cảm thấy thích thú và quyến rũ. Nếu đây là lần đầu tiên bạn hôn phụ nữ, quan trọng nhất là phải kiểm soát đôi tay của mình. Tránh để bàn tay lang thang quá xa khi bắt đầu hôn và hãy nhớ rằng tình thế và cảm nhận của phụ nữ đều quan trọng. Hãy chờ đến khi cô ấy cho thấy sự thoải mái và sẵn lòng, đồng thời nhớ giữ sự tôn trọng trong mọi hành động. Điều này không chỉ là về việc tạo ra một trải nghiệm lãng mạn, mà còn về việc xây dựng sự kết nối tình cảm. Hãy làm cho mỗi cử động trở nên ý nghĩa và đặt sự chân thành và quan tâm vào từng nụ hôn nhẹ, từ đó tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ và gắn kết vững chắc giữa đôi bạn. Thứ ba, massage vùng eo cô ấy. Một trong những bí mật để tạo ra một trải nghiệm gần gũi và thú vị trong mối quan hệ là thông qua sự chăm sóc đặc biệt ở những vùng nhạy cảm của cơ thể phụ nữ. Một trong những vị trí đặc biệt quan trọng là khu vực lưng dưới hay còn gọi là eo, và việc xoa bóp và kích thích nơi này có thể mang lại niềm vui bất ngờ cho phụ nữ. Khu vực lưng dưới là nơi có nhiều đầu dây thần kinh và là một trong những khu vực chịu nhiều áp lực trong quá trình vận động hàng ngày. Việc xoa bóp ở đây không chỉ tạo ra cảm giác thoải mái và thư giãn mà còn giúp kích thích ham muốn tình dục. Áp lực vừa phải và ổn định ở khu vực này có thể tăng cường lưu thông máu và giảm tắc nghẽn ở vùng xương chậm, giúp phụ nữ cảm thấy thoải mái và phấn khích. Đàn ông nên bắt đầu bằng cách áp dụng áp lực vừa phải và ổn định bằng đầu ngón tay. Sự nhẹ nhàng và tôn trọng là chìa khóa để tạo ra một trải nghiệm thoải mái và gần gũi. Thêm một chút sức mạnh nếu phụ nữ thích và luôn lắng nghe phản ứng của cô ấy. Khi cô ấy đã sẵn sàng, hôn vào khu vực này có thể là một cách tuyệt vời để tăng cường sự chủ động và tạo thêm cảm xúc thăng hoa. Quý vị và các bạn thân mến, có rất nhiều cách để đẩy cao ham muốn của phụ nữ từ trực tiếp hay gián tiếp. Đối với phụ nữ không có nhiều ham muốn, thì việc xoa bấm huyệt đạo thường xuyên là một cách có thể giải quyết vấn đề hay nhất. Ngoài ra, quý vị cũng nên chú ý đến một số phương pháp khác nhưng chủ yếu vẫn là vuốt ve, xoa bóp là chính, quý vị nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe buổi chia sẻ ngày hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.